trí tuệ nhân tạo đang gây ra nguy cơ hiện hữu đối với nhân loại, do đó cần thành lập một cơ quan quốc tế để giám sát công nghệ đột phá này. Đây là điều mà nhiều nước và các công ty công nghệ đang thảo luận xem xét. Tuyên bố trên được giám đốc điều hành CEO công ty công nghệ OpenAI, ông Sam Altman, đưa ra ngày 6 tháng 6 trong chuyến công du chiều nước để thảo luận về công nghệ của tương lai này ông adman hy vọng cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh công nghệ ai có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm trước đó trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ, ông Adman cũng đã đồng tình rằng sự can thiệp của chính phủ là điều cần thiết trong việc quản lý các rủi ro so đi kèm với AI. trong quá đó, các nhà lập pháp trên khắp thế giới cũng đang xem xét cách thức quản lý AI khi lo ngại nó sẽ cung cấp thông tin sai lệch và vi phạm quyền riêng tư. hiện Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc đưa ra luật AI có thể trở thành tiêu chuẩn toàn cầu trong tương lai.